Hello hello, xin chào tất cả mọi người Lại là mình chung quay Apple TV đây Hôm nay mình lại có số kèo lên cho tất cả anh em nhá Mọi người ơi, hôm nay mình về được cái lô hàng này Thực sự mọi người là Lại là cái hàng gọi là sở trường của mình Đấy Hết mới uh, mấy hôm vừa rồi là mình đang bán cho anh em hàng zin này, hàng phim, hàng mực đúng không? Cực kỳ là chạy luôn Đấy, nói chung là hầu như mình lên video 12 mắc hôm nào cũng bán được ít nhất Nhưng những cái mã đấy còn bán được nhiều hơn là những mã zin Bởi vì nó quá là rẻ anh em ạ, quá là rẻ luôn. Hôm nay nhá, mình lại về được ít này, toàn hàng zin áp, mọi người ok chưa Về 10 con thì cả 10 con zin áp. Cái lô lần này mình về được uh, khoảng uh, 30 con, hơn 30 con là lẫn lộn thôi anh em nhá, lẫn lộn đủ các mã. Thì rơi đến 28 con là zin áp, mọi người ok chưa? thực sự hàng đẹp thật anh em ạ. Ôi, không 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 phải là uh, quảng cáo nhiều nữa anh em nhá. Đây hôm nay mình lên luôn cho anh em này thì uh, đầu video mình uh, vẫn uh, xin cảm ơn tất cả anh em vẫn luôn đăng ký và ủng hộ kênh mình suốt quãng thời gian vừa qua cảm ơn mọi người rất chi nhiều mình sẽ cố gắng mỗi một ngày uh, sẽ làm tốt những nhiệm vụ của mình hơn đấy thì mang đến cho anh em những cái, cái máy gọi là nó hợp lý nhất và nó tùy và nó so với lại uh, tính chất của máy tình trạng của máy thì mình sẽ cố gắng sẽ mang đến cho anh em một cái gọi là cái giá tốt nhất để đến tay được tất cả mọi người Ê thôi, không để anh em đợi lâu nữa anh em nhá. Đấy, không để anh em đợi lâu nữa. Hôm nay mình lại công số kèo lên cho tất cả anh em đây. Đầu tiên này, mình lên cho anh em một con iPhone 12 nhá. Hàng vừa về nóng hổi luôn. Zin app anh em nhá. 12 64 Zin app màu trắng. Màn đẹp keng không một vết xước. Đấy, đây mọi người mình nhờ anh nhìn này, màn đẹp keng không một vết xước luôn. Nói chung là con này thì là mình báo luôn cho anh em là 12 quốc tế full chức năng 64 ghi hàng Zin app nhưng mà pin kém anh em nhá hàng zin nên là pin kém đấy pin 75 phần trăm máy quốc tế full chức năng zin hết nhá hiện tại đang zin full zin áp luôn nói chung là dòng 12 13 thường thì vỏ nó là vỏ nhôm nên nó sẽ có hay nó sẽ hay có là phẩy phẩy nhẹ đấy con này mình báo luôn là nó sẽ có phẩy phẩy nhẹ này đấy anh em nhá con này mình để cho anh em giá là 6 triệu 300 nghìn đồng iPhone 12 thường Màu trắng, zin full, zin áp 6 triệu 300 nghìn đồng anh em nhá 6 triệu 3, iPhone 12 thường màu trắng Quan trọng là mình bao zin hết cho anh em Em ghi chưa ạ? Zin full, zin áp 6 triệu 3 anh em nhá Kèm à, full thủ kiện luôn Tiếp theo là mình lại lên cho anh em một con iPhone 11 này Thực sự mấy anh em con này mình con ạ iPhone 11 thường nhá Máy zin áp Anh em nhá Đẹp keng Sabeng luôn Đẹp keng Sabeng hàng zin áp Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì mên màn vỏ zin hết anh em nhá này không một vết xước luôn nói chung là nhìn anh em nhìn những cái hàng này thì anh em yên tâm đi anh em nhá những cái hàng mà mình những cái hàng này thì anh em yên tâm đi nhá hàng zin full zin áp pin zin bây giờ đang làm một trăm phần trăm con này mới sạc được có 15 lần, 16 lần anh em nhá. iPhone 11 64 g máy quốc tế zin full zin áp sạc 16 lần anh em nhá. Sạc 16 lần luôn mọi người ok chưa? Để cho anh em với giá là 6 củ. 6 triệu đồng anh em nhá iPhone 11 thưởng hàng zin full zin áp anh em nhá 6 triệu đồng đấy đẹp keng zin áp nhá sạc mười mấy lần hàng này là hàng chất anh em nhá 6 củ anh em nào thích chơi hàng chất thì múc cho mình con này đấy 6 triệu này số lượng không nhiều đâu có độc con này là như thế thôi còn trên hàng zin thì có nhưng mà con này có sạc có vài lần thôi tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE 2020 máy quốc tế zin full zin áp anh em nhá con này mình uh, bao à, mình báo cho anh em là đẹp keng Nói chung là hàng hết chưa mở máy luôn Đấy cái con này thì mình báo luôn này Cái khay sim này đen vãi anh em ạ Khay sim này vừa nãy mình test mình chọc kiểu gì Mình chọc kiểu chắc khay sim nó cũng bị ấy rồi anh em trước rồi sao mình chọc cái nó gãy luôn cái 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 chỗ cạnh nó chung là mở khay sim vẫn được đấy nên nó chung mà, nó nó hơi hơi sứt sứt chỗ khay sim này nó chỉ hơi bị sứt thôi nhá còn lại đẹp keng nhá vỏ đẹp keng hàng zin áp luôn nhưng mà pin zin con này kém à, vân tay vân chân đầy đủ nhá con này se hiệu năng khỏe nha iphone 11 luôn se không hai nhá lâu lắm mình mới về được hàng này mình về được vài cái hàng này thôi đấy cũng có mấy anh em đặt trước rồi đấy con này thì lên luôn cho anh em này con này uh, ba đang pin kém nhá để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ đang pin kém mở hàng đẹp keng zin áp này để cho anh em giá 2 triệu 6 anh em nhá 2 triệu 6 đẹp keng zin áp luôn 2 triệu 600 nghìn đồng này tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR 64g hàng zin áp đẹp keng pin 8889 đây nói chung là mình cứ báo như nào là tình trạng đầy hôm nay tất cả những cái chỗ hàng mới này về hàng toàn hàng zin áp anh nhau nó đẹp nó nói chung là yên tâm lắm cái hàng này nó yên tâm anh nhau XR này 64g zin áp zin full zin áp nha Đấy, à, pin zin 88 à, trong máy là 88 và pin chuẩn là 89 9 89 phần trăm màu đỏ đẹp keng không một lỗi lầm gì em nhé con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? iPhone XR hàng zin keng áp để cho anh em ra là 4 triệu 4 kèm phụ kiện nhá 4 triệu 400 000 đồng kèm phụ kiện này tiếp theo là mình lên cho anh em một con à thôi à... Thôi rồi, 4, con màu đỏ thì cho anh em giá 4 ,3 triệu 3 Anh em nhá Con màu đỏ thì cho anh em giá 4 ,3 triệu 3 Con màu trắng này thì cho anh em giá 4, ,4 triệu 4 này Con này hai con này tình trạng như nhau hai con đều đẹp keng zin áp luôn này, anh em nhá Đều đẹp keng zin áp không zin tặng máy cho anh em luôn nhá Bao anh em check thoải con gà mái luôn Đấy Đẹp keng zin áp này Con đỏ 43 con trắng 44 này, anh em nhá Đều là 64GB zin full zin áp Đấy tiếp theo là mình lên cho anh em một con gì đây ạ iPhone 11 của Max bản 256G màn quốc tế màn mực anh em nhá pin 83 đấy con này mình sẽ báo rõ cho anh em luôn màn zin nó làm mực đây nhá máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì iPhone 11 của Max bản 256G để cho anh em rơi giá bao nhiêu ạ màn mực bé tí này pin 60 pin 83 phần trăm để cho anh em ra là 6 triệu uh... 6 triệu mấy đời anh em nhỉ 6 triệu con này đẹp keng luôn vỏ đẹp keng luôn 6 triệu 400 nghìn đồng nhá 6 triệu 4 anh em đã có 11 mắc 256 ghi máy quốc tế zin full rồi đấy mực bé tí tí thôi tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 64 ghi màn GX pin 100 máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì con này màn GX mình báo luôn là pin mới 100 rồi nhá màn GX này đấy pin 100 này để cho anh em với giá là 4 triệu 300 nghìn đồng màu trắng iPhone 11 thường quốc tế full chức năng 64 g màn GX pin uh, 100% 6 triệu 400 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhá Tiếp theo là mình lên cho anh em một con hai con iPhone 13 đi hai con iPhone 13 thường Đều là mực anh em nhá Đều mực kim này Con này là pin thay mới 100% này Con này pin zin 87 này Đấy hai con này thì oh, Ồ con này hết pin Đều để cho anh em ra là 7 triệu 9 Anh em nhá iPhone 10 Con uh, hai con để, để đều để cho anh em ra 7 triệu 9 luôn iPhone 13 128 gb màn zin mực Đấy pin 87 100 Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá Đấy, con này để cho anh em với giá là 7 triệu 900 nghìn đồng nhá 7 triệu 900 nghìn đồng này Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max bản 256GB Máy quốc tế màn phim bé pin 82, 83% Con này mình báo cho anh em là đây, nó phim ở đây Em nhá, phim này thì mình bao, mình bao cho anh em là chọn đời không lan Em ghê okay chọn Phim chọn đời không lan, máy quốc tế phút chức năng không lỗi lầm gì Em nhá, đấy, không lỗi lầm gì này iPhone 11 Max máy Mỹ LLA 256GB này Con này để cho anh em với giá là 6 triệu 700 nghìn đồng cho anh em 6 triệu uh, 700 000 đồng cho tất cả mọi người nhá. 6 triệu 700 000 đồng cho tất cả mọi người này. Đấy, 256 g màu vàng gold luôn, 6 triệu 7. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max 128 g máy quốc tế màn zin báo màn. Con này hôm nay bán luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, hôm nay bán luôn cho anh em này, 8 triệu 300 000 đồng còn một con duy nhất những anh em nào hôm qua hỏi hôm qua hỏi 8 triệu 4 đúng không hôm qua bán cho anh em 8 triệu 4. hôm nay bán cho anh em giá 8 triệu 3 12 vào mắc màn zin báo màn cái con này có nghĩa là màn zin báo màn thì anh em hỏi tại sao là màn zin mà lại báo màn là bởi vì con này đã được thay một cái màn zin nó có nghĩa là nó thay màn nhưng nó là thay màn zin em nhá đấy nó, nó nên là nó sẽ báo màn là linh kiện không xác định nhưng nó là màn zin không phải là màn lô anh em nhá 8 triệu ba trăm nghìn đồng cho anh em 12 mắc full chức năng quốc tế tiếp theo là mình lên cho anh em một con iphone 12 vào mắc máy quốc tế màn zin mực pin 84 85 phần trăm ôi sổ ôi con này thực sự anh em đây này mực ở đuôi em nhá con này mực ở đuôi để cho anh em với giá hôm nay là 8 triệu bao nhiêu ạ 8 triệu 100 nghìn đồng iPhone uh, 12 bỏ mắt Đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì 8 triệu một một thì luôn đưa, đưa anh em 8 triệu này đi iPhone 12 mắc mực một tí đây nha máy quốc tế full chức năng 128 men zin màn zin Đấy, Face đi đầy đủ cho anh em, chu tôn đầy đủ cho mọi người nha 8 triệu, iPhone 12 Max 8 triệu, anh em dùng thay màn lô quá ngon luôn 8 triệu đồng cho tất cả mọi người này Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128 g máy quốc tế full chức năng màn zin mờ Ôi, chưa đâu con này AM1 Màn zin nhá, màn zin AM anh em nhá, máy màu trắng nhá Hôm qua là để cho anh em giá 9 triệu, hôm nay để cho anh em giá 8 triệu 9 8 triệu chín anh em nhá. Anh em đã có iPhone 12 mắc màn zin ám mờ rồi. Rẻ hơn được cho anh em khoảng tầm 3 triệu, gần 3 triệu so với màn zin. màn ám cực kỳ mờ luôn, quá là ngon luôn. Quá là hợp lý những anh em nào muốn dùng đời cao mà muốn uh, mà không 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 vẫn chưa đủ video chưa đủ uh, gọi là kinh tế để mua một cái con mười mấy triệu đây. anh em mua những con này cho mình quá ngon. Đây, một con iPhone 12 mắc đây, 128 GB đây, màn phim nhá. Duy nhất lô này được thêm một con màn phim anh em nhá. Được thêm một con màn phim. Đấy, máy quốc tế full chức năng à sorry anh em con này mình đã qua anh em đã có một chú đã mua máy của bên mình lần thứ mấy lần nhỉ lần thứ hai thứ ba đấy đã chuyển khoản full luôn đấy dù chưa gặp nhưng mà mua lần đầu cũng chuyển khoản full lần này cũng chuyển khoản full rồi anh em nhé con này mình đã đặt cọc, cào... à, chú đã cọc và mai mình chuyển khoản sớm cho anh cho chú đây tiếp theo là mình lên cho anh em một con iphone 12 max 128 trăm màn mực ui rồi pin 91 anh em nhé pin siêu cao luôn mực như không mực mọi người ạ mực bé tí thì tí luôn đây này anh em này con này trong máy là pin 89 anh em ok chưa pin zin chuẩn là 91 đấy đây này mực như này anh em ơi mực kim như này kim bé tí thì tí như này nhá máy quốc tế phun chức năng không lỗi làm gì mực bé còn hơn cả con vàng hôm qua đấy con này viền đẹp luôn pin zin 91 luôn cao anh em nhá con này để cho anh em là 9 triệu năm đấy 9 triệu 500 nghìn đồng iPhone 12 mắc màn mực như không mực đấy. mọi chức năng ok hết nhá tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128 nghìn con này là màn zin Máy quốc tế full chức năng 11 triệu 7 nha iPhone 12 Pro Max Máy quốc tế full chức năng LLA này 128GB này 11 triệu 700 nghìn đồng cho tất cả anh em máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá. 11 triệu 700 000 đồng viền đẹp, xanh đẹp, viền xanh zin đẹp luôn. Đấy, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì pin zin 8x để cho anh em giá là 11 triệu 700 000 đồng cho tất cả anh em hôm nay. 11 triệu 7 nhá. Hôm qua là mình có mấy con đen với lại con uh, xanh thì mình bán hết rồi. Còn đúng một con này zin thôi. Đấy, mai ngày kia lại về tiếp tục. Con này thì mình vừa lên cho anh em rồi đúng không? 4 triệu 4 này. Đấy, con trắng thì là 4 triệu 4 nhá. Đấy, hai con tình trạng như nhau, một đỏ một trắng. Trắng thì đắt hơn 100, đỏ rẻ 100. Em ghi okay chưa? Đấy, 4 triệu 3, 4 triệu 4 hàng Zin Fuji anh em nhé 4 triệu ba 4 triệu bốn cho anh em đây Đấy, Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max Con này thực sự với mọi người là con gì đây À con này đây Đây con này là chú mới đầu là chốt con này Đấy sau chú lại thích con này Vợ chú thích con này Thế này là chú lại không ấy uh, con này nữa Lại không chốt con này nữa Con này mình báo luôn cho anh em nhé Một con iPhone 12 Max Con này vỏ đẹp dã man luôn Anh em nhớ đúng không Hôm trước là mình bán cho anh em 9 triệu đấy nhưng mà mình uh, hôm trước mình có nói rồi đúng không mình để quên trên bàn nhiệt lúc thay pin Đấy, đi ra màn thay pin thì bây giờ nó bị ám nặng hơn Ám nặng hơn đấy, hôm trước là bán cho anh em 9 triệu Hôm nay bán cho anh em ra là 8 triệu Hôm nay bán cho anh em ra là 8 triệu 400 nghìn đồng Em nhá, rẻ hơn được 600 nghìn đồng Mà nó là màn zin luôn này, em nhá Đây, con này mình còn thực sự với anh em này Quá là ngon luôn, anh em nhá Đấy, 8 triệu 400 nghìn đồng Màn zin nhá, anh em đi màn tối thì quá ngon luôn 8 triệu 400 nghìn đồng Anh em đã có một con iPhone 12 Pro Max máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì min zin màn zin vỏ đẹp luôn 8 triệu bốn anh em nhá 8 triệu bốn trăm nghìn đồng này tiếp theo là mình lên cho anh em một con iphone xs max máy quốc tế hàng zin full zin áp không zin mình tặng máy anh em luôn em nhá hàng zin full zin áp không zin mình tặng máy luôn bán hai trăm năm sáu đẹp keng anh em nhá đẹp chín chín chạm keng zin full zin áp luôn anh em nhá máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì con này bản 256 g màu đen huyền bí. Anh em áp căng đét mút không nối. Con này mình để cho anh em với giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? Hàng zin áp đẹp keng này thì anh em nhé nó sẽ cao hơn hàng kia khoảng 3 400 000 Con này mình để cho anh em với giá là 6 triệu 6 iPhone XS Max bản 256GB Zin full Zin app Anh em nhá 6 triệu 600 000 đồng cho anh em Anh Tú à 6 triệu 600 000 đồng cho tất cả mọi người nhá Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 12 13 Pro lên cho anh em đồng giá cho anh em nhá. 13 Pro 256 GB pin 8586, zin full. 13 Pro 256 GB pin 84, zin app anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì. Hai con này mình để cho anh em con màu xanh zin app, viền đẹp, con màu đen viền cũng đẹp luôn. Đấy, con màu xanh mình để cho anh em giá 12 triệu 5. Con màu đen này để cho anh em giá là 12 triệu 6 10... ok chưa? iPhone 13 Pro 256 GB nhá, không zin tặng máy. Anh em ok chưa? Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con Samsung, cứ con nào đồng giá là mình lên cho anh em hai con liền. Samsung A23 RAM 4 128 lên mấy video rồi thực sự mình chưa bao giờ mình lâu rồi mình không bán Samsung em, mình chuyên iPhone thôi. Nên là bán Samsung nhiều khi anh em vẫn hơi e chừng em ngại đúng không anh em? Đấy hai con này nhá. RAM 4 128, pin 5000, em ok chưa? 3 triệu cho anh em. Ai Samsung A23 máy zin quên lại, chuẩn bị lại ai. Samsung anh em nhá, uh, A23 nha mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con xa Con uh, XMAX 256 g Máy quốc tế Zin full Đấy, mình đã thay pin mới 100% rồi Máy quốc tế pin 100% nhé Bản 256 anh em kia chưa Con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu iPhone uh, XMAX 256 g Con này rẻ hơn con kia 300 Để cho anh em giá 6 triệu 3 Em nha, 6 triệu 3 này Tiếp theo là mình lên nốt cho anh em hai con A à, Con này đi, con này trước đi XMAX thay màn Con lại Zin Em nhé Tiếp lắc thay màn còn lại zin bản hai sim vật lý máy quốc tế full chức năng bao min zin chọn đời máy cam nét căng cho anh em. Con này thì mình báo luôn cho anh em là đã thay màn rồi và và chưa thay pin <laughs> Thay màn và chưa thay pin đấy. Thay màn rồi và chưa thay pin. cam nét căng cho anh em. Con này mình đang để cho anh em với giá là 4 triệu anh em nhá. X1 X2 nét nó chung cam nét căng hết phải đi đầy đủ cho anh em nhá, 4 triệu đồng này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12. Hàng zin full zin pin 88687 này 6 triệu 50.000 đồng cho anh em 6 triệu nămzin full zin app, em pin 6007zin là máy luôn 6 triệu năm đấy không phải nói nhiều đấy nữa đúng không tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS à con này mình cũng bán rồi cũng bán rồi anh em nhé sorry anh em con này cũng bán rồi uh, mai sẽ gửi sớm cho anh em bởi vì hôm nay xe nó chỉ đi một chuyến sáng thôi Đấy, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều xin uh, hôm nay là mình có một số kèo đi lên cho tất cả anh em những anh em nào mà đang cần mình mua bán tư vấn sửa chữa bất kỳ những cái dòng máy nào cứ nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em nhé cảm ơn mọi người rất chi là nhiều xin chào và hẹn gặp lại mọi người video ngày hôm sau cảm ơn mọi người bye bye chào cả anh em nha